Một niềm đam mê zip lông thì mặc kệ có flop mình vẫn phải sắm thêm vài đôi nữa mới chịu được ý. Mà mấy mẫu cơ bản thì quá là bình thường rồi, nên là năm nay mình toàn tìm mấy mẫu lạ lạ thôi. Nhưng mà trông vẫn cực điệu đà và bánh bèo luôn nhá. Cả hai đôi hôm nay mà mình chọn thì được cái lông rất là mềm và mịn luôn, sờ sướng lắm ý. Đôi đầu tiên sẽ là kiểu màu trắng tinh luôn nhá, và nó còn có thêm cả cái phần quai nơ, đi là không bao giờ lo tuột luôn. Còn đôi thứ hai trông nó vừa xinh lại còn dễ thương nữa, đế phải tầm 4-5 phân ấy, khá là dày. Phần lông đen óng nhìn cực kỳ xịn sò luôn nhá, đi lên thì vừa ấm áp lại còn giúp tăng chiều cao được nữa chứ. Hợp những đôi dép size 40 siêu dễ thương mà mình có. Đời mua một cái đôi dép mà không biết mang kiểu gì luôn á. Để Như mở xong cái hộp đi rồi Như kể cho mọi người nghe. Lúc mà mở ra thì Như sẽ nhận như thế này, cùng với 4 sợi dây. Rồi cứ xem đi xem lại cũng không biết mang kiểu gì. Như tìm lại của shop thì Như xem, thì ra là một em dép mà có thể mang được hai kiểu luôn á nha. Phần dưới đế có một chỗ để mọi người có thể đút dây. Mọi người cứ làm giống như Như video lúc nãy á, thì mọi người sẽ mang được cái như thế này, kiểu basic á. Còn nếu mà đi du lịch thì mọi người làm theo cái kiểu như thế này này, mang đảm bảo là ba xinh luôn á. Mà phải công nhận cái shop ra cái mẫu này nhìn hay mọi người ha. Mua một mà mang được hẳn hai kiểu, trời má ơi nó tiện lợi quá trời. Bao nhiêu chuyện qua anh đâu đâu hay, đã một nơi đây hấp như người say màu ngày. Sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi ra sao, dù xa lâu dù xa sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao.